Man City chốt ngôi đỉnh bảng ngoại hạng Anh của Arsenal. Man City vượt Arsenal để chiếm ngôi đỉnh bảng sau khi hạ Fulham 2-1 ở vòng 34 ngoại hạng Anh tối ngày 30 tháng 4. Mặc dù gạch tên, nhạc trưởng Kevin De Bruyne khỏi danh sách thi đấu trong chuyến làm khách tại Craven Cottage, nhưng Man City vẫn tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà. Thống kê cho thấy, đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát bóng tới 63%, tung ra 12 cú dứt điểm với 9 lần trúng đích. Còn chủ nhà Fulham chỉ dứt điểm 4 lần và ghi một bàn từ cú dứt điểm của Carlos Vinicius ở phút 15, quân bình tỷ số 1-1. Erling Haaland trước đó mở tỷ số trên chấm phạt đền cho Man City ở ngay phút thứ 3. Nhờ đó, anh cân bằng thành tích ghi 34 bàn trong một mùa ngoại hạng Anh của Alan Shearer và Andy Cole. Có điều, cựu danh thủ Alan Shearer và Andy Cole lập kỷ lục khi ngoại hạng Anh thi đấu 42 vòng so với 38 vòng như hiện tại. Đây cũng là bàn thắng thứ 50 của tiền đạo 22 tuổi cho Man City trên mọi đấu trường mùa này. Tiền đạo người Na Uy chỉ cần thêm một bàn trong 6 vòng còn lại để thiết lập kỷ lục mới tại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh vẫn khó san bằng kỷ lục ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của bóng đá Anh, vốn thuộc về cố tiền đạo Dixie Dean của Everton từng ghi 60 bàn chỉ qua 39 trận mùa giải 1927-1928. Kết quả trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1 nhờ công của Julian Alvarez với cú sút cầu vồng về góc xa, vượt ngoài tầm với của thủ môn bên phía Fulham. Và lập công, nói trên giúp nhà vô địch World Cup 2022 cán mốc 15 bàn qua 42 trận trên mọi đấu trường trong màu áo Man City, gồm 8 bàn tại ngoại hạng Anh, 2 ở Champions League, 3 tại cấp FA, 1 tại cấp liên đoàn và 1 ở siêu cấp Anh. Thắng 2-1 tại Craven Cottage giúp Man City nối dài mạch toàn thắng tại ngoại hạng Anh lên 8 trận. Kết quả trên cũng đồng nghĩa Man City đã hất cẳng Arsenal để vươn lên dẫn đầu ngoại hạng Anh với một điểm nhiều hơn dù thi đấu ít hơn một trận. Cụ thể, đội bóng nửa xanh thành Manchester đang có 76 điểm qua 32 trận, còn pháo thủ London có 75 điểm qua 33 trận. Đoàn quân của Mikel Arteta sẽ đòi lại ngôi đầu nếu hạ Chelsea ở trận đấu muộn trên sân Emirates ngày 2 tháng 5. Nhưng ngay cả kịch bản diễn ra như thế thì Man City vẫn nắm quyền tự quyết. Họ sẽ chắc chắn bảo vệ thành công ngôi vô địch nếu thắng 5 trong tổng số 6 trận còn lại của mùa giải. Ngôi vương ngoại hạng Anh khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola, tờ Sunsport nhận định Man City đang đặt phong độ khó ngăn cản. Hơn nữa, 6 trận còn lại họ cũng chỉ phải gặp các đối thủ West Ham, Leeds, Everton, Chelsea, Brighton và Brentford vươn lên dẫn đầu ngoại hạng Anh, đồng thời cho phép Man City mơ tới cú ăn 3 mùa này khi họ cũng đã vào tới chung kết FA Cup và bán kết Champions League.